Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì em vừa về được chiếc xe là Toyota Cross phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai. Hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Cross này, cũng như là thông báo cho anh chị về giá bán cũng như chính sách xe ở thời điểm tháng 11 năm 2022 này. Thì Toyota Cross bên em thì vẫn được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V, 1.8HV và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan. Và chiếc xe trước mắt chúng ta đây là chiếc phiên bản 1.8V cũng như là phiên bản bán chạy nhất của bên em. Thì giá lần lượt cho phiên bản như sau. Phiên bản 1.8G là phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có giá niêm yết là 746 triệu. Thì chiếc xe này lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 825 triệu. Và để trả góp chiếc xe này, bên em hỗ trợ tối đa là 80% giá trị xe, cũng như thời gian vay tối đa sẽ là 7 đến 8 năm. Thì để trả trước, để lấy chiếc xe này về thì anh chị cần tối thiểu giúp em là 240 triệu là có thể mang chiếc xe ra ngoài đường rồi. Phiên bản tiếp theo là phiên bản 1.8V trên mắt chúng ta đây, thì sẽ có giá niêm yết là 846 triệu. Và ở thời điểm hiện tại thì để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường ở thị trường Bắc Ninh thì sẽ có giá là khoảng 913 triệu. Anh chị có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Và để em xin lỗi một chút, là khoảng 935 triệu, 936 triệu thì là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi. Và để trả trước chiếc xe này, tối thiểu anh chị cần giúp em là khoảng 270 triệu. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản cao cấp nhất là phiên bản 1.8HV thì sẽ có giá niêm yết là 936 triệu, cao hơn phiên bản này là 90 triệu. Và để lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 035 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe hybrid ra ngoài đường. Và trả trước thì anh chị cần tối thiểu giúp em khoảng tầm 300 triệu. Thì để phân tích cho anh chị về cái chiếc xe nào phù hợp nhất thời điểm hiện tại, thì vừa rồi em cũng có trình bày qua là phiên bản 1.8V này là phiên bản bán chạy nhất của bên em. Còn ngoài ra thì để lựa chọn các phiên bản, anh chị tùy nhu cầu của mỗi người. Thì thứ nhất là nếu anh chị có nhu cầu muốn lấy xe trước Tết thì hiện tại bên em đang có sẵn cho anh chị màu trắng này và màu đen là có thể giao ngay. Còn nếu anh chị có nhu cầu lấy màu khác, màu xanh hay là màu đỏ hoặc là màu xám xanh thì báo cho em. Thì đa số là bên em sẽ có cái lịch xe trước Tết cho anh chị. Và ngoài ra thì như em vừa thông báo bên trên là có những cái màu như vừa rồi là ngoại thất, còn có những cái màu khác là màu nội thất thì có hai lựa chọn là nội thất màu đen và nội thất màu be. Lát nữa em sẽ vào nội thất để giới thiệu cho anh chị. Còn ngoài ra thì để giúp anh chị lựa chọn được phiên bản nó phù hợp với nhu cầu của bản thân cũng như gia đình thì để em phân tích sơ bộ như sau. Thứ nhất, phiên bản 1.8G và 1.8V thì hai phiên bản này sẽ có chung động cơ, chung khung gầm, chung hộp số và cảm giác lái thì đều là như nhau. Ngoài ra là các tính năng an toàn cơ bản như là phanh ABS này, rồi bộ hỗ trợ lực phanh, rồi cân bằng điện tử, rồi kiểm soát lực kéo thì hai xe đều như nhau. Túi khí đều là 7 túi khí như nhau. Tuy nhiên là ở phiên bản 1.8V nó sẽ có cái hệ thống là thứ nhất là camera 60 này, có hệ thống toa safety sense giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm. Nói chung là các cái chế độ hỗ trợ người lái thì nếu mà anh chị là lái mới cũng như là hay đi trên đường cao tốc thì những cái tính năng này nó sẽ hỗ trợ anh chị tối đa cho người lái. Còn nếu mà đi ở trong cái đô thị địa hình thì này, thì hai phiên bản này về vận hành là sẽ là như nhau. Còn ngoài ra thì về ngoại thất sẽ khác một chút, ví dụ như là đèn bản G chỉ là đèn halogen thôi này, la răng sẽ là la răng phay xước nhỏ hơn này, la răng đúc nhỏ hơn, không có giá nóc cũng như là không có cái cửa sổ trời và màn hình nhỏ hơn một chút. Đấy là về so sánh hai phiên bản. Còn nếu mà phiên bản HV cũng như là phiên bản với so sánh bản V này thì hai phiên bản chênh nhau 90 triệu thì 90 triệu này anh chị sẽ được gì? Thì với 90 triệu chênh lệch này thì anh chị sẽ có một cái máy điện thêm, chủ yếu là như vậy thôi. Còn về cái tính năng an toàn, về các option màn hình, rồi về các cái tính năng thì là giống hệt nhau, chỉ khác nhau duy nhất là về máy thôi. Thì 90 triệu anh chị sẽ được trải nghiệm là máy điện, có thêm hệ thống pin hybrid. Và đặc biệt là cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ bằng hơn một nửa so với những cái xe xăng thông thường thôi. Thì đấy là để phân tích cho anh chị về cái nhu cầu. Nếu anh chị muốn trải nghiệm xe điện thì là option sẽ giống hệt như là xe xăng.
tuy nhiên là có thêm là chế độ lái điện. Còn phiên bản xăng tiêu chuẩn thì cảm giác lái vận hành thì giống hệt bản 1.8V này, nhưng mà nó sẽ khác nhau về các chế độ hỗ trợ người lái. Thì em sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị về nội thất xe nhé. Như em vừa chia sẻ bên trên thì chiếc xe này sẽ có hai lựa chọn về màu nội thất, thì thứ nhất là màu đỏ như chiếc xe này, và ngoài ra là phương án thứ hai là anh chị sẽ chọn giúp em là nội thất màu đen. Nội thất màu đen thì nó sẽ những cái tấm ốp màu đỏ này cũng như là ghế này sẽ được trang bị sang là màu đen. Như em vừa chia sẻ thì là màn hình này ở phiên bản G sẽ nhỏ hơn, còn phiên bản V cũng như HV sẽ như nhau. Cửa sổ trời này. Đó, đây là màu nội thất màu đỏ. Thì em qua video này em sẽ làm chia sẻ cho anh chị về giá bán cũng như là về lịch xe, giá xe của thời điểm tháng 11 năm 2022 này với dòng xe Toyota Cross. Thì anh chị nào cần em chia sẻ thêm về các vấn đề khác như là cụ thể trả góp như nào, rồi lịch xe, màu xe của anh chị yêu cầu, anh chị muốn lấy màu trắng này, hay màu đỏ này, hay màu đen, hay màu xanh, hay màu xám xanh, hay màu bạc, hay màu nâu, thì anh chị là, và nội thất là anh chị chọn màu đen hay màu đỏ như thế này, thì anh chị báo giúp em là nhu cầu của anh chị muốn lấy xe màu phiên bản nào này, GV hay là HV, và lấy xe ngoại thất màu nào cũng như là nội thất màu nào, thì em sẽ, và cái thời điểm anh chị muốn lấy xe thì em sẽ đưa ra phương án làm sao là anh chị lấy xe nó phù hợp nhất và tối ưu nhất cho cái nhu cầu tài chính cũng như là cái kế hoạch lấy xe của anh chị. Thì em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.